Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, hai trận cờ hay giao hữu online của cô gái Việt, Đào Mỹ Duyên. Trận này diễn ra năm 2023, mời anh chị xem. Trận đầu tiên Đào Mỹ Duyên cầm đỏ đi tiên, Trịnh Duy Đồng cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
将军。将军。将军，将军。将军。
Chương 3. 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 Chương 3.
môn cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai, Đào Mỹ Duyên cầm đỏ đi tiên, Đảng Phỉ cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
Chương trình. 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 Chương trình.
chơi đến đây không thể đỡ nổi, Đảng Phỉ buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.